Và bây giờ xin mời các bạn tiếp theo tập 20. Tiếp tục chạy cho đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 1979, tàu chúng tôi gặp một thương thuyền lớn chạy ngược chiều về phía bên trái. Hai trái sáng được anh mến bắn lên trời, lá cờ SOS nền trắng với hai gạch đỏ chéo góc được căng thẳng phía trước tàu. Một cựu sĩ quan truyền tin phất cờ gửi đi những tín hiệu cầu cứu, nhưng không thấy trả lời. Hai con tàu xuôi ngược cách nhau chỉ trong vòng trăm thước. Chiếc tàu buôn chắc chắn có thấy dấu hiệu cầu cứu của chúng tôi nhưng không trả lời, lặng lẽ đi qua. Tôi không ngạc nhiên lắm. Đã có hàng trăm tàu vượt biển gặp được tàu lớn đi gần xin cầu cứu, nhưng bị ngoảnh mặt làm ngơ. Có lẽ vì sợ gặp phải tàu cướp trá hình, có lẽ vì không muốn gánh thêm phiền phức. Luật cứu người lâm nguy trên biển cả đã từng được tôn trọng như một truyền thống, giờ đây đang bị thử thách nặng nề. Nhiều quốc gia đã từng ký kết vào những thỏa hiệp quốc tế bảo vệ an toàn cho người gặp nạn trên biển cả, đã xem thường tinh thần này hay chính họ cũng gặp khó khăn về ban giao. Thấy không còn hy vọng được tàu lớn cứu vớt, chúng tôi bèn dùng la bàn trở lại, đổi hướng tàu sang phải. Một nhóm quần đảo nhỏ hiện ra, theo bản đồ có thể đó là đảo Phi, Besa, Kentara, Yukichot, Kara, Bidong. Từ ngoài khơi len lỏi qua hai chòm đảo nhỏ bên ngoài, tàu chúng tôi tiến đến gần một hòn đảo lớn hơn. Qua các đài BBC World, nghe được lúc còn ở Sài Gòn, tôi được biết đảo Bolo Bidong do cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo trợ, có con số rất đông thuyền nhân trên 40.000 người, nhưng bây giờ sao lại không thấy một bóng dáng ai trên bãi cát? Có thể nào mình đã tính sai tọa độ, tôi tự hỏi. Thật ra tàu chúng tôi đã đến sát phía sau đảo Bidong, rừng cây rậm rạp mà không biết, trong khi dân tị nạn đang sống chen chúc ở dọc bờ phía trước. Mở ngoặc của người đọc. Hồi lúc trước tôi đi vượt biên cũng tình trạng này, cặp phía sau tưởng đâu cái đảo hoang, ai dè, chạy một vòng ra nửa phía trước bãi biển khu xe thấy người quá trời người luôn. Gặp ba tàu đánh cá nhỏ Mã Lai, người thì chỉ hướng về đảo, người thì chỉ hướng về đất liền làm tôi phân vân. Họ nói một thứ tiếng địa phương miền biển trên tàu không ai hiểu. Người chủ tàu lại muốn tiếp tục đi nơi khác, qua Úc Đại Lợi chẳng hạn, cho rằng không thể nào vào đất liền Mã Lai được. Vì mới đây chỉ vài ngày có tàu vượt biển đã đến được hải cảng Trengganu mà còn bị kéo ngược ra khơi để bị sóng đánh chìm sau đó. Mã Lai vừa có một lực lượng đặc nhiệm dưới quyền điều khiển của một tướng bộ binh được thành lập để phối hợp quân và dân trong việc kiểm soát chặt chẽ người tị nạn trên đất liền. Các chiến hạm hải quân Mã Lai cũng bắt đầu tuần tra hải phận. Các tháp canh được dựng lên ở những nơi thuyền nhân hay đến. Ngoài ra tin tức còn cho biết về tình trạng các quốc gia nằm dọc theo bờ phía nam Biển Đông đã thay đổi chủ trương đường lối. Chẳng hạn như Singapore kể từ lúc có người vượt biển năm 75 đến nay, một số lớn tàu buôn đã cứu vớt được nhiều ngàn thuyền nhân đưa về đây, nhưng sau đó Singapore lại trở thành một nước láng giềng không cộng sản đầu tiên từ chối, không cho tàu vượt biển cập bến, chỉ giúp thực phẩm và nhiên liệu xong buộc tàu phải trở ra khơi. Kế tiếp vào cuối năm 77, đến lượt Thái Lan xua đuổi tàu vượt biển khi tàu bị hư máy không còn sửa chữa được, thậm chí khi tàu sắp bị chìm cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Trước tình trạng phân vân bây giờ, việc chọn lựa hải trình được cân nhắc cẩn thận. Nếu đi ngược về hướng Bắc băng ngang qua Biển Đông để đi Phi Luật Tân, đường dài trên 1.500 hải lý, có thể không gặp hải tặc nhưng vừa qua hải phận quốc tế là vào một vùng sa mạc nước mênh mông. Gặp trường hợp này, nếu tàu bị hỏng máy, thiếu lương thực hoặc bị nước vô như hiện nay thì thập phần nguy hiểm. Ngoài ra có thể bị lạc vào giữa hàng trăm vòng hải đảo san hô ngầm. Đã có tàu vượt biển bị lạc vô vùng này trong cơn giông bão, hết lương thực, thuyền nhân kiệt sức lần lượt qua đời. Số còn lại đành phải chia nhau ăn thịt đứa con trai nhỏ của người chủ tàu vừa chết vì thiếu sữa. Chỉ có một chiếc tàu vượt biển hai lốc xuất phát từ Cam Ranh năm 78, biết tránh gió mùa và biết canh độ dạt của thủy triều mà vô thẳng được một hòn đảo nhỏ Phi Luật Tân. Còn từ đây sang Úc, đường xa vời vợi gần 3.500 hải lý, cuộc hành trình bình thường cũng phải mất ít nhất 4 tuần lễ. Trước đây gần ngày, miền Nam sụp đổ, đã có hai vợ chồng người Việt dùng thuyền máy nhỏ vượt biển sang Úc Đại Lợi một cách chật vật. Nước ở vùng Biển Đông
và vùng biển Java ít có nơi nào sâu hơn 450 thước. Những vùng biển cạn như vậy dễ bị lệ thuộc vào sức gió, thủy triều bị ảnh hưởng của mực nước đang lên và trút xuống của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hai hướng của dòng nước đồng quy phần lớn về vùng Đông Nam Á. Những kết hợp với nhau giữa chuyển động phức tạp của sóng và gió gây thành một vùng biển vô cùng nguy hiểm cho tàu bè, nhất là cho những thuyền vừa cũ vừa chở nặng, máy móc lại không được tốt như thuyền chúng tôi. Thêm vào đó, tinh thần anh em bị dao động, mệt mỏi sau thời gian hai lần chống cướp. Trên tàu lại đang có nhiều trẻ em bệnh nặng, lương thực dự trù để dùng trong 5 ngày nay đã bắt đầu cạn. Với những phân tích trên, nếu tiếp tục đi sẽ không còn được an toàn, tàu khó có thể chạy xa được nữa. Sự sống chỉ còn biết dựa vào cơ hội may mắn hiếm hoi nếu gặp được đệ thất hạm đội Hoa Kỳ hay tàu của Pháp thì quả là ơn trời. Thảo luận với các bạn trong ban tham mưu, bác sĩ Mã Sái và ông chủ tàu Lý Đông, tôi đề nghị hãy thử vào đất liền. Được sự đồng tình có mọi người, tôi cho tàu đổi hướng đâm thẳng vào Paturakit. Trăng cano chạy độ một tiếng đồng hồ, chúng tôi vào đến gần bờ, thấy một nhóm quân nhân đang đứng phất cờ trắng trên bãi biển. Với niềm hy vọng, tôi nhảy xuống nước lội vô, trên tay cầm lá cờ SOS tôi làm sẵn ở Sài Gòn. Đến bờ tôi mới biết đó là một toán binh sĩ thuộc lực lượng Task Force của Mã Lai do Trung sĩ Rahim chỉ huy. Tôi cố gắng trình bày mọi việc cho ông ta để xin tá túc, không ngờ lại được sự chấp thuận nhanh chóng. Lòng mừng khắp khởi, tôi vội lội trở về tàu. Bầu trời trong xanh, nước biển yên lặng, mọi người mừng rỡ reo hò. Trong lúc đó, chiếc tàu KG 3640 cũng vừa tới. Hai bên hông tàu vẫn còn dính hai bè nữa. Tàu bị giặc cướp 12 lần. Nghe vậy có người trùng mình hú hồn. Nếu tàu mình không chạy thoát được thì chắc còn thê thảm hơn nhiều vì đã dám đương đầu chống chọi với chúng. Để dự trù trường hợp bị đuổi trở ra khơi, tôi đề nghị tháo gỡ bánh lái đặt tình trạng tàu hư không chữa được, dựa theo kinh nghiệm nghe được trên đài ngoại quốc. Nhưng anh Nguyễn Quang Hoàng thợ máy phụ cho biết, gần lúc khởi hành tàu mới được ráp bánh lái, trong lúc vội vã lại ráp không được chắc, chỉ bắt được có 3 con ốc, còn một con bị trẹo răng sai lệch. Vì vậy lúc ra đi bánh lái tàu thấy không vững vàng, sau lần bị mắc cạn ngoài cửa biển bánh lái tàu lại càng thấy không vững hơn. Đến khi tàu ủi lên bãi cát Paturakit Trencano thì bánh lái tàu bị lỏng lẻo từ lâu, nó đã xúc ra và trôi đi mất. Mực nước biển sắp xỉ ngang ngực, trên tàu tổ chức cho từng toán nhảy xuống nước, dìu nhau lội bộ vô bờ, ngồi xếp hàng dài trên bãi cát. Tàu KG 0783 kích thước dài 22 thước, ngang 4 thước và sâu 3 thước rưỡi. Nguyên thủy là một chiếc tàu chở hàng hóa nặng trên đường Phú Quốc Trạch Giá, bị chìm ngoài khơi gần đảo Hòn Tre, được trục lên tu bổ để chở đồng bào tị nạn vượt biển. Mới đầu theo kế hoạch, tàu chỉ dự trù chở khoảng 200 thuyền nhân. Bây giờ mọi người ngạc nhiên khi tổng số đếm được lên đến 867 người. Chưa kể ông cụ người Hoa đứng sau tay lái nhảy xuống biển mất tích trong khi đang chống nhau với cướp và em bé bị sốc nặng tôi chữa trong ngôi chùa ở Tác Tráng, đã trút hơi thở cuối cùng khi được đưa đi bệnh viện, máu bầm trong miệng trào ra. Một trận mưa giông đổ xuống thình lình làm cho mọi người ướt dầm, gió thật lạnh, đêm đó có một phụ nữ chết vì thận suy bí tiểu, xác bà được đặt trong một túp lều nhỏ gần đó, đầu xoay ra biển hướng về Việt Nam. Người trên tàu hùng tiền để giúp thân nhân mua đèn cầy thắp suốt đêm cho người quá vãng. Từ Boat People, chúng tôi trở thành Beach People, chỉ được di chuyển trong khu vực giới hạn bởi những dây thừng giăng quanh những gốc dừa. Nước để tắm rửa nấu ăn, nấu uống là một vùng nước biển lờ lợ, động lại cách một đụng cát trắng. Suốt ngày dân làng gần đó đến mua bán trao đổi những gói mì khô, những tấm bạc ni lông để lấy những chỉ vàng. Chuyện gì sẽ đến không ai biết được. Thuyền nhân không được ra khỏi vùng đã quy định nên ăn xong chỉ biết tắm biển ngồi chơi nhìn đàn còng nhỏ bé đào hang trong cát hoặc theo dõi những con khỉ được huấn luyện thuần thục leo cây chăm chỉ hái dừa cho chủ, trên cổ còn đeo lòng thòng một sợi dây cước thả dài xuống đất. Vài ngày sau chúng tôi được biết tin tức bên nhà qua một người Mỹ đến thăm thuyền nhân trên bãi biển bằng xe jeep vào một buổi sáng trời mưa. Ông Mỹ nói tiếng Việt rành rẽ dí dỏm. Cùng một lúc bác sĩ các ông ra đi đông quá. Các ông có biết rằng việc ra đi của các ông như vậy đã làm cho Sở Y tế của thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân lên cân sốc hay không?
Ở Patuxent hai tuần lễ, chúng tôi được xe nhà bên Mã Lai chở về Marang phía bắc trên cano, trong một khu vực khuất gió dưới chân đồi sát bờ biển với những vũng nước đọng, những hố vệ sinh dơ giấy đầy trùi lằn và muỗi mòng. Ăn cơm phải thật nhanh, có khi phải chui vào ngồi chen chúc trong mùng lưới. Phía trên ngọn đồi là một tiền đồn quân đội do một lực lượng đặc nhiệm Mã Lai canh giữ ngày đêm. Bác sĩ Dương Hồng Mô giỏi Anh văn được đề cử làm đại diện tàu. Đến đây có nhiều người lớn trẻ em bị bệnh kiết lỵ, tiêu chảy. Tình trạng thiếu thuốc men, ô nhiễm môi trường là một vấn đề nguy hiểm, đe dọa sức khỏe mọi người. Trong khu vực này, cách hai con lạch cạn còn có một trại tị nạn nhỏ khác. Xa xa ẩn hiện dấu thánh giá trên tháp nhà thờ gỗ. Hai anh bác sĩ trẻ Nguyễn Xuân Thành và Phạm Ngọc Đức đã mạo hiểm lội đến đó để xin thuốc cho người bệnh. Chúng tôi lo ngại, nếu chẳng may bị lính bắt được, không biết các anh sẽ bị xử phạt ra sao. Đã có một thuyền nhân đi dọc theo bờ biển bắt cá bị một anh lính tuần chặn bắt. Anh thanh niên bị đánh bằng bá súng, bắt quỳ trên bãi cát nóng, miệng ngậm nguyên con cá sống anh vừa bắt được. Cho đến gần cuối tháng tư, thuyền nhân chúng tôi được lệnh chia làm 7 toán, chuẩn bị để di chuyển. Tin tức sắp được qua trại tị nạn có cao ủy Liên Hiệp Quốc bảo trợ, được loan đi một cách vui mừng, hớn hở. Mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khởi, nôn nóng ra đi, suốt ngày lo chuẩn bị hành trang, cười đùa rộn rã. Từ sáng đến chặng vạng tối, 6 toán đầu được xe buýt cảnh sát Mã Lai tuần tự chở về hải cảng trên cano. Khi bắt thăm, tôi thuộc toán chốt, toán thứ 7, phụ trách dọn dẹp sạch sẽ doanh trại để trao lại cho chính quyền địa phương. Vợ tôi nóng lòng đã dẫn các con và các cháu tháp tùng theo chuyến thứ 6, nhưng khi đến trên cano, xuống xe sắp hàng chờ đợi lên tàu, thì lính giữ trật tự bất ngờ chặn ngang đuổi cả gia đình anh bác sĩ Vĩnh và vợ con tôi trở lên xe đưa về nơi xuất phát, có thể vì tàu đã quá đầy người. Sáng hôm sau, ông Trung Quý gốc Hoa Tân Tăng mà tôi có dịp gặp ở Patuxent trên cano đến thăm toán thuyền nhân thứ 7 còn lại trong bộ đồ thể thao quần vợt gọn gàng. Với vẻ mặt nghiêm trang, ông cho biết: "Các anh may mắn lắm, chuyến tàu chở người qua đảo Bi Đông dọc đường chẳng may đã bị chìm." Tin tức quá xúc động và bất ngờ này làm cho mọi người còn lại trên bãi Ma Răng bàng hoàng. Chiếc tàu gỗ KG0783 dùng để vượt biển từ Rạch Giá sang đây đã tỏ ra vững vàng ngay cả trong trường hợp bị cướp tấn công. Bây giờ với đoạn đường còn lại tương đối không xa, trọng tải tàu lại vừa phải, biển trời êm đẹp thì không dễ gì bị lật chìm mà không được tiếp cứu. Trong lòng tôi chợt đau xót, lẽ nào chính quyền Mã Lai nhẫn tâm đến như vậy đối với hàng trăm mạng người? Lẽ nào số phận những người Việt di tản lại đau thương bạc mệnh đến bước đường cùng? Sáng sớm ngày 15 tháng 5 năm 1979, trên bãi cát trắng Ma Răng, toán thuyền nhân chúng tôi trên tàu KG0783 chỉ vỏn vẹn còn lại có 198 người so với số 687 lúc mới khởi hành từ Kiên Giang đến 14 tháng 4 năm 79. Mấy hôm nay, nhiều người vẫn còn hoang mang ngơ ngác lo buồn về tin tàu qua Bi Đông gặp nạn giữa đường. Bây giờ lại có lệnh chuẩn bị để ra đi nữa. Đi đâu? Như một đoàn người lạc lõng giữa sa mạc trong đêm tối. Không biết còn đường nào xoay trở, chúng tôi lặng lẽ bước xuống nước theo người hướng dẫn, dìu nhau lội ra tàu nhỏ đậu xa bờ. Áo quần ướt sũng, gió thổi mạnh, tàu đánh cá lắc lư trồng trành, những luồng sóng to đánh phủ ngang tàu từng cơn, dội thêm những dòng nước lạnh lên đầu mỗi người trong lo sợ. Nhiều người trong chúng tôi đâm ra hoài nghi, lo ngại, không biết tàu đánh cá này có thật lòng đưa chúng tôi qua trại tị nạn hay không. Trỗi may không ai biết được, sóng to, nước chảy ngược dòng, tàu đánh cá nhỏ chở nặng, lướt đi một cách khó khăn. Đã quá trưa, bầu trời thay đổi, ngả sang màu vàng tím, biển bắt đầu dậy sóng. Chúng tôi còn đang lo nghĩ thì đột nhiên ông già giơ cánh tay trái khẳng khiu chỉ về một hòn đảo xa xa vừa nói: "Bi Đông!" Người trên tàu chỉ nghe loáng thoáng được hai âm ngắn phát ra bằng tiếng thổ ngữ địa phương của ngư dân miền biển Mã Lai. Tuy nhiên trong hoàn cảnh quá thất vọng, lo âu và chán nản, hai âm đơn sơ kia đã trở thành một thứ thần dược thật công hiệu, làm cho tâm thần chúng tôi trở nên phấn chấn, mắt mọi người rạng rỡ tươi lên trong niềm hy vọng, như đang nhìn thấy một tia sáng ở cuối con đường hầm đen tối. Tàu càng đến gần, hòn đảo càng trông rõ hơn với những ngọn đồi cao, rừng cây rậm rạp và những hàng dừa nghiêng nghiêng nằm dọc theo bờ. Giữa hai mỏm núi nhô ra ngoài biển là một bãi cát trắng với những xác tàu đếm trước còn nằm rải rác trơ xương và một cây cầu bằng gỗ re ra ngoài xa.
Tàu đánh cá chở chúng tôi vừa cập bến, còn đang bần thần chưa nhận ra rõ ràng vị trí thì thấy bác sĩ Nguyễn Sơ Đông đang đứng trên cầu tàu cùng với một nhóm thanh niên. Trông anh khỏe mạnh, tươi cười. Anh khom người xuống nắm tay tôi kéo mạnh lên cầu jetty. Nghe cách xưng hô của những người đi theo anh, tôi mới biết bác sĩ Đông đang làm trại trưởng trại tị nạn Bolo Bi Đông. Đảo tị nạn Bolo Bi Đông được nhà cầm quyền Mã Lai và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chính thức mở cửa ngày 8 tháng 8 năm 1978 để đón nhận thuyền nhân Việt Nam trốn chạy Cộng sản. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, ước lượng có trên dưới 1 triệu dân Việt Nam trốn thoát được khỏi nước và chiếc tàu đầu tiên chở 47 người đã đến được đất liền trên bán đảo Mã Lai. Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1965 sau tôi một năm. Sau ngày miền Nam thất thủ, bác sĩ Đông bị bắt đi tù cải tạo lên tận Cà Tum, một nơi trừng thiêng nước độc giáp với Campuchia, với những hố bom B-52 nước ngập khỏi đầu người, đầy mũi mòng đòn sóc gây bệnh sốt rét trừng ác tính. Giết người dễ như không, dầu vậy anh vẫn chấp nhận cam tâm chịu đựng không hề than thở, nhưng đến khi trở về nhà thấy con anh không được lên lớp 10 vì thuộc gia đình ngụy, thì nỗi thất vọng của anh trở nên ê chề và sự chịu đựng của anh đã lên tới mức tột cùng, như một ly nước tràn đầy. Nghĩ đến tương lai của các con, muốn cho chúng có chỗ học hành đến nơi đến chốn, tránh được cảnh lý lịch trích ngang, anh đã quyết định hy sinh chấp nhận phấn đấu vượt qua những khó khăn trở ngại để tìm cách đưa gia đình, một vợ bốn con vượt biển Nam Hải đầy nguy hiểm và đến được đảo Bolo Bi Đông ngày 3 tháng 11 năm 78. Anh là một trong những thuyền nhân đến đảo Bi Đông sớm. Số tàu do cao ủy tị nạn cho ra số 76. Vừa đến đảo, bác sĩ Đông đã tình nguyện bắt tay ngay làm việc cho thuyền nhân tị nạn. Những thuyền nhân đầu tiên xung phong đứng ra hướng dẫn đảo thuộc thành phần y khoa và giáo chức, nha sĩ Đỗ Cao Minh, bác sĩ Nguyễn Dương Đôn, giáo sư Lê Tấn Kiệt. Sau khi giáo sư Kiệt rời đảo đi định cư vào đầu tháng 3 năm 78, bác sĩ Nguyễn Sơ Đông thay thế làm trại trưởng trại tị nạn Bi Đông. Nhờ đài CBS Hoa Kỳ đến đảo mở cuộc phỏng vấn và bạn bè trên thế giới biết, bác sĩ đã thoát khỏi gông cùm Cộng sản. Riêng tại Việt Nam, tin tức Bi Đông càng hấp dẫn như một thiên đàng đối với những người đang còn bị đọa đày trong địa ngục trần gian. Gần đó, một nhóm chuyên viên ngoại quốc nói tiếng Pháp đang chuẩn bị xuống thuyền máy để đưa một số bệnh nhân trên đảo về tàu lớn đang đậu cách bờ không xa. Tôi nhận ra chiếc tàu bệnh viện dài sơn trắng, tôi đã nhìn thấy sáng sớm 18 tháng 4 năm 79, khi tàu chúng tôi Kiên Giang 0783 vừa thoát khỏi cướp Thái Lan ngoài biển Đông, chạy tốc vô những quần đảo ngoài khơi Mã Lai để tránh núp. Đó là tàu Le de Lumière của Pháp do nhóm bác sĩ công biên giới Bernard Kouchner tổ chức, đang đi tìm vớt thuyền nhân trên biển Đông. Về phía Việt Nam cũng có nhiều đồng nghiệp như bác sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ, bác sĩ Đường Thiện Đồng, bác sĩ Trang Châu cùng vài bác sĩ khác tha thiết với thuyền nhân đã đóng cửa phòng mạch để lên đên trên biển Đông tìm kiếm và cứu vớt thuyền nhân trốn chạy Cộng sản. Đến đảo Bi Đông chưa có nhà cửa, đêm đầu tiên chúng tôi được gia đình anh Hoàng Văn Lộc ưu ái cho tá túc. Căn nhà sàn của anh chị cắt bằng vật liệu nhẹ với 8 cột trụ chính lấy trên rừng về, to bằng bắp đùi. Nhà lợp bao đường nằm dưới lòng suối cạn khu ghê, có những cây dừa sai trái mọc nghiêng nghiêng, da cao trên mái. Đang nằm chập chờn ngoài mé hiên, tôi bột nghe tiếng hông hẳn có một thanh niên vang ra từ một căn nhà lá biệt lập gần bờ biển, cách chỗ tôi chừng vài thước. Tên nào vừa ngang tàn, chữ xuyên chữ xéo, hãy ra đây trình diện cho mau. Bây đầu hãy chạy mau lấy đồ nghề ra đây cưa cột nhà nó và trèo lên cây chặt dừa dẫu xuống cho sập lũng mái nhà nó đi. Tiếp theo đó là những tiếng chân người chạy thình thịch hai bên vách. Anh chị Lộc có người em tên Minh, chú Minh có một cái bố nhỏ trên đầu không ngủ được vì những tiếng cười giỡn ồn ào của nhóm thanh niên thức khuya. Chú vừa lên tiếng phàn nàn thì gặp ngay phản ứng mạnh của anh đầu đảng, nghe phá nhà và kêu ra. Chú sợ quá chui rút vô mùng một người nhà nằm im không cử động. Sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi đứng phát dậy bước sang nhà của đám thanh niên, tự giới thiệu là người mới tới đảo ban trưa và giải thích tình trạng đau yếu bệnh hoạn của chú Minh, cũng là thuyền nhân trên tàu vượt biển bị cướp tấn công. Để xin châm chế, nhóm thanh niên bộ hạ từ trên núi cũng vừa chạy trở về hùng hổ, kẻ cầm dao, kẻ vác búa, kiên cưa cá mập, cưa sắt, cưa tai. Tôi trình bày vừa xong thì có người lớn tiếng không nhân nhượng, nhưng tên chú đảng đã dõng dạc tuyên bố.
Các anh là người mới tới đảo, chưa biết qua danh đảng Sa Tăng nên tạm tha. Nhưng các anh phải biết điều, nộp phạt một kết bia, tối mai giờ này mang lại đây không được chậm trễ. Thình lình có một trận mưa rào trút xuống dọc ngang tứ phía làm tôi ướt nhôi. Trước khi chúng tôi đến đảo vào khoảng tháng 5 năm 79, trên đảo đã có hai cái giếng nước ngọt sâu gần 20 thước ở khu B và khu F. Muốn có được một đôi nước ngọt phải sắp hàng cả buổi. Vì vậy mới nảy sinh ra sự tranh chấp giữa các thanh niên độc thân tụ tập, lập đảng lấy tên thật kiêu Sa Tăng Thiết Giác Quỷ Kiến Sầu. Tôi chỉ trạm trán một lần trong đêm đầu với nhóm Sa Tăng, còn các nhóm khác tôi chưa bao giờ biết mặt. Có lẽ đầu óc còn non trẻ của đám thanh niên đã bị tiêm nhiễm bởi tiểu thuyết kiếm hiệp hoang đường. Ký giả Đỗ Văn của đài BBC đã đến thăm đảo Pulau Bidong bằng tàu ARC của Mã Lai từ cảng Trengganu vào một buổi trưa mùa thu năm 1979. Trời nắng nóng, trên chuyến tàu ông đi còn có một phụ nữ Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp, trở thành cuồng trí lãm nhảm, được cứu vớt ngoài biển và được chính quyền Mã Lai đưa qua giao cho ban điều hành đảo. Ký giả đã đi bộ đến trình giấy tờ cho cơ quan tax force có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên đảo, nằm sát bờ biển khu E, xong đi dọc theo con đường mòn giữa hai hàng dừa qua một cây cầu gỗ nhỏ khu A đến hội trường. Trẻ con chạy theo sau ông vì thấy có người lạ đến đảo, ăn vận trang nhã phong lưu. Các hãng thuyền nhân đến đảo đa số chỉ còn có quần đùi áo cọc hoặc ở trần đi chân đất. Ban đầu tưởng ông thuộc một phái đoàn ngoại quốc, người trong ban hành chánh chuẩn bị mời ông thuyết trình bằng tiếng Anh. Nhưng ông cho biết ông là người Việt Nam và ông xin được nói bằng tiếng Việt. Dân chúng tị nạn bu đông trong hội trường và ngoài sân để nghe ông. Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh sinh sống của dân trên đảo và cầu chúc dân trên đảo nhiều sức khỏe, sớm được đi định cư, ông phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Duy Cung, phó trưởng trại đảo tị nạn Pulau Bidong về tổ chức và đời sống trong ngày trên đảo. Ký giả Đỗ Văn cũng để ngày giờ đi thăm viếng cảnh sống của đồng bào quanh đảo, thăm nhà thương trung tâm sinh ngữ đồi tôn giáo. Ông được nhiều gia đình trên đảo quý mến. Có một gia đình đặc biệt mời ông thưởng thức món chè ngó sen. Chuyến viếng thăm đảo tị nạn của ký vả Đỗ Văn được đài BBC phổ biến trên toàn thế giới. Vận về đến Sài Gòn đã trở thành một lối quảng cáo quan trọng hấp dẫn cho thuyền nhân đang tìm đường ra đi, đổ xô về đảo Bi Đông này. Sau ngày tôi vượt biển ra đi từ Kiên Giang Rạch Giá vào giữa tháng 4 năm 79, chính quyền Cộng sản tuyên bố đã bắt lại được tôi và đã đưa tôi trở về trường y khoa. Trong khi đài BBC cho biết tôi đang làm phó trưởng trại tị nạn Pulau Bidong, phụ tá cho Linh Mục Lê Ngọc Triêu. Khi tôi mới bước chân lên Baturakis trên cano, có một phái đoàn Mỹ đến thăm thuyền nhân tị nạn cho biết chuyến tàu vượt biển của chúng tôi có quá đông chuyên viên kỹ thuật, 15 giáo sư, bác sĩ và một số lớn sinh viên của trường y khoa và của trường đại học khác, khiến Bệnh viện Nhân dân và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh lên cơn sốt. Có bạn ở châu Âu biết tin đã nhắn về Bidong hỏi thăm bác sĩ Nguyễn Minh Tân ở Pháp. Một bạn học cũ gửi tặng tôi 50 Mỹ Kim vào mừng tôi thoát nạn. Nhân viên tòa đại sứ Nhật bên Kuala Lumpur cũng qua đảo thăm tôi và chuyển cho tôi một số tiền của những bác sĩ Nhật trong bệnh viện Keiken ở Koyoshishi, Tokyo, nơi tôi đã đến du học trước đây về giải phẫu lồng ngực vào năm 69-70. Những người trong gia đình tôi còn lại ở Việt Nam cũng rất mừng tôi đã bình an đi đến nơi đến chốn. Một vài nhân viên cũ trong nhà thương cũng đến đảo, sau khi nghe đài BBC cũng nói luận điệu không trung thật của Cộng sản và cho biết nhờ bài nói chuyện của ký giả Đỗ Văn trên đài BBC mà họ đã tìm được điểm đến Bi Đông trên đường vượt biển tị nạn. Khoảng 5 tháng sau, trong khi tôi làm trại trưởng giữa một đêm tối trời, khối trật tự Trần Công Minh, một cựu thiếu tá nhảy dù đã thình lình tổ chức một cuộc hành quân chớp nhoáng lên tận núi khu E bao vây bắt trọn ổ 13 anh hùng Lương Sơn Bạc, đang nấu rượu lậu định trao cho lực lượng đặc nhiệm Mã Lai. Tôi cản lại, chính quyền Mã Lai rất ghét nấu rượu lậu, nếu bị bắt quả tang những người phạm pháp này có thể bị bỏ vào bao bố đánh đập tàn nhẫn và chuyển qua nhà giam bên đất liền Trengganu. Việc định cư của họ sẽ bị trì hoãn, họ chỉ là những thanh niên ít học trốn gia đình xuống tàu vượt biển, không người hướng dẫn giúp đỡ, giáo dục tử tế thuộc diện hốt rác, bị ở lâu trên đảo nên họ tụ tập làm càng phạm phải những điều phi pháp. Tôi cho tập trung hết những thanh niên bị bắt lên văn phòng trại, giao cho phần hành ngồi tiếp đón phái đoàn ngoại quốc thường xuyên đến đảo.
Qua ngày thứ ba lên văn phòng sớm, tôi ngạc nhiên thấy họ đã tự động nằm dài dưới đất. Một thanh niên trao cho tôi một cây roi mây dài đại diện xin lỗi những việc làm sai quấy. Chúng em biết lỗi, cảm ơn bác sĩ đã không giao chúng em cho lính Mã Lai hành hạ. Chúng em chỉ quen làm việc bằng tay chân, còn chữ nghĩa đâu có bao nhiêu. Gặp phái đoàn ngoại quốc, chúng em chỉ biết ú ớ làm sao hiểu được mà đối đáp trả lời. Xin bác sĩ thương tình muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ xin bác sĩ miễn cho chúng em, việc làm văn phòng khó quá, chúng em không có khả năng. Tôi đâu có nỡ lòng nào hành hạ thể xác họ mà tôi coi như con cháu, chỉ lấy lời hay lẽ phải để khuyên rằng các em tỏ vẻ biết hối cải, nghe lời. Sáng hôm sau có xà lan chở rác ra khơi sớm, họ đã tình nguyện cùng đi theo tôi. Chuyến đi cực nhọc, nắng nôi, sóng gió hôi tanh, chiều trở về tới bến họ đã yêu cầu tôi ở nhà làm việc. Dân chúng trên đảo cần sự giúp đỡ của bác sĩ hơn, còn việc hốt rác đi xà lan dơ bẩn bác sĩ để tụi em. Tôi tin tưởng giao công việc đi xà lan đổ rác cho các em. Buổi tối thông tin loan báo những em đã đi công tác đổ rác ngoài biển cho dân chúng trên đảo biết và tuyên dương công trạng của các em. Mọi người đều vui vẻ yên tâm khi thấy các em trở thành ngoan ngoãn và biết giúp đỡ người đồng hương tị nạn. Sau này một số các em được về trại chuyển tiếp trong thủ đô Kuala Lumpur trước khi để làm thủ tục đi định cư tại Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1980, gia đình tôi mới chuyển qua sau. Xe đến trại lúc giữa khuya, có các em đã chạy ra ôm tôi và giúp đỡ khiêng hành lý. Tập thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 21.